các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn video thay mới màn hình của LG G2 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên hình này các bạn, đây là điện thoại LG G2 phiên bản D802 đã được kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tháo rời ra. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan màn hình của LG G2 bị hỏng, lỗi vỡ, cần thay mới, khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Mình sẽ tháo toàn bộ cái màn hình của LG G2 ra để khách hàng có hình dung rõ nét hơn về màn hình cũng như là dịch vụ thay mới màn hình LG G2 tại di động cao cấp.vn. Đầu tiên là mình phải khò nóng toàn bộ cái khung màn hình đó này. Khò nóng ra thì mới có thể tháo được cái màn hình của LG G2 ra. Dùng băng dao lam cứng để dựa vào cái phần màn hình của máy. Các bạn thấy cái phần màn hình của LG G2 đã bắt đầu nứt dần ra. Đó, cắt hết cái phần keo. Đó. Rời máy ra. Khéo thì mình có thể hết rời hết cái phần keo đến trên màn hình của LG ra được cái mới. Đó, và mình đã lần lừa tháo rời hết cái keo còn bám trên màn hình LG G2 ra. Đó. Các bạn lưu ý là nên đi đều tay. Tránh một bên chúng ta ấy nhiều hơn. Con lừa nhẹ nhẹ phần cảm ứng của máy ra. Đó. Các bạn thì thấy mình đã gần hoàn thành việc tháo ra còn phần bên dưới màn hình thì chúng ta phải chú ý. Đó. Đây là cáp màn hình của LG G2. Các bạn hết sức chú ý cái phần dưới này, chúng ta phải khò nóng rút ngược cáp lên. Đó.
bạn chú ý là khi mà tháo chúng ta phải lựa lựa, không là cái phần cáp nó rất là dễ bị tổn thương. Đó. Các bạn thấy bộ phần keo dán trên màn hình bóc rời hết rồi. Cũng không khó đúng không các bạn? Ta cần tỉ mẩn một chút nên chúng ta có thể tháo được toàn bộ màn hình của LG G2 ra khỏi khung. Đó. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chọn bộ màn hình của LG G2. Đó. Khi Hào có nhu cầu thay mới màn hình LG G2, quý Hào vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến màn hình LG G2 cũng như tất cả những thông số liên quan đến màn hình của LG G2. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.